phải được tìm cho người đúng vậy. Nè sao vậy? Các người đúng là ngu ngốc mà. Ta nói với Song Hỷ ta đi bàn chuyện, đi làm ăn chân chính. Bây giờ các người đi tìm cổ thì cổ sẽ biết ta nói láo. Hơn nữa, những lời may mắn của Song Hỷ chỉ có hiệu quả với mình ta thôi. Các người đừng làm hư chuyện đó. Biết rồi, biết rồi. Đúng nghe thấy chưa? Biết rồi. Đi. Tiếp đi. Ta làm cái. Thế nào? Được. Song Hỷ. Đến liền. Song Hỷ à. Trời ơi, tới liền. Song Hỷ. Là tỷ hả? Là cậu hả? Để tìm Song Hỷ. Phúc Hiến ca, Quynh đi bàn chuyện làm ăn mà, sao mới đây đã quay về rồi? Với tài ăn nói của Quynh, vụ làm ăn đó chỉ một chút là xong. Mụi coi, Quynh đem về tới cho mụi nè. Ê, có thịt có cá, có thể ăn một bữa thịnh soạn rồi. Nè, chắc không phải cậu lượm được ở chợ chứ? Lượm gì mà lượm chứ, để phải dùng tiền để mua đó, rất tươi. Tiễn ngửi thử đi, nè cầm. Còn hai cây giải gì nữa, là Quynh cố ý mua về để hai người may y phục mới. Hai người coi có thích không? Nè ông chủ tiền giải nói, hai cây giải này á là từ kinh thành chuyển tới, những nơi khác không mua được đâu. Mụi coi, mình giải rất mịn. Cậu lấy đâu ra nhiều tiền vậy? Phát tài hả? Hiện nay thì chưa, nhưng mà cũng sắp rồi, không lâu đâu. Phúc Khí ca, nếu như Huynh có tiền thì để dành đi, đừng có phung phí. Trời ơi, Song Hỷ à, mua đồ cho mụi thì đâu thể nói là phung phí được chứ, có đúng không? Hơn nữa gần đây tai Huynh... Ê nè, nói gì lưu tỷ rồi đó, có phải đi cờ bạc không hả? Không phải, tại nói quen miệng rồi đến nhất thời khó mà sửa được. Ý của đệ muốn nói là gần đây trong tay đệ có chút tiền, hơn nữa đệ đã từng hứa với Song Hỷ đệ sẽ không cờ bạc nữa, có phải không Song Hỷ? Phải không? Huynh ấy đang hứa với muội, huynh ấy sẽ không gạt muội đâu. Hơn nữa ngày nào huynh ấy cũng đọc 10 điều cấm sẽ không cờ bạc đâu. Vẫn là Song Hỷ hiểu đệ nhất á. Nè, không cờ bạc là tốt rồi. Trước đi á, cha của chúng ta cũng như đi cờ bạc, thiếu người ta một khoản nợ lớn, kết quả phải treo cổ tự vẫn. Tỷ à, chuyện ở trong quá khứ tỷ đừng có nhắc lại nữa mà. Cờ bạc á, đúng thiệt là hại người vô số. Song Hỷ à, bây giờ thì huynh đã hiểu tại sao muội lại ghét người ta cờ bạc như vậy. Đây là do cậu tự nói đó. Nếu để ta phát hiện cậu còn đi cờ bạc, cậu đừng hòng đặt chân vào nhà của ta dù chỉ nửa bước thôi. Để cứ yên tâm đi, để đã hứa với Song Hỷ sẽ không bao giờ cờ bạc nữa. Nếu để còn đi cờ bạc á, để sẽ biến thành con rùa. Vậy thì không còn chuyện gì, cậu về trước đi. Mẹ đệ bị nhiễm phong hàn, đệ phải về nhà liền. Về nhà liền hả? Mẹ của huynh bị nhiễm phong hàn sao? Vậy nên muội qua thăm mẹ huynh. Đi cái gì hả? Muội về nói chưa là gì hết mà lòng đã hứa về nhà nó rồi. Tỷ à, tỷ đừng nói vậy mà, sau này tỷ bị bệnh á, để đến thăm tỷ sắc thuốc cho tỷ uống. Bị bả không à? Ngô Phúc Khí, Song Hỷ, mau về đây. Đưa cho ta. Chết cũng không được. Bà đưa cho ta có đưa hay không hả? Đưa không? Chết cũng được. Đưa đi. Hả? Chết không được. Bà để đâu? Ông dám giật tiền của mẹ ta hả? Đừng nói, trời ơi, đừng đánh nó lắm lắm. Đánh chết nó luôn đi. Quăng ức quá. Đánh là tiền của ta. Chết đi. Đó là tiền của ta mà. Ai nói là tiền của ông chứ? Ai nói là tiền của ông hả? Thì đó là tiền ta đi cờ bạc thắng về mà. Nè, ông đã cho ta thì là của ta rồi. Đừng mà. Hôm nay ta đang gặp chuyện xui, đem đi gỡ lại vốn không được. Không được. Không được. Lỡ như ông thua thì phải làm sao? Vậy khác nào đem quăng cửa sổ chứ? Nhìn rõ bà rồi. Người ta nói á, vợ chồng như chim cùng rừng, đại nạn ập đến thì mạnh ai nấy bay. Bà vợ chồng như chim cùng rừng, như ông và ta là quan hệ gì chứ hả? Ông vẫn chưa cưới ta mà. Vợ chồng như chim cùng rừng liên quan gì đến ta? Ta nói cho ông biết, ta nói với ông bao nhiêu lần rồi, kêu ông đừng cờ bạc nữa, ông lại không nghe. Cờ bạc chỉ có thua, nhưng mà ông lại không nghe. Hôm nay ta không đánh ông tỉnh ngộ thì ta không phải là Ngô Phúc Khí. Đừng có đánh vô mặt. Ê, trời ơi, được rồi mà, đừng đánh nữa. Đánh cái đâu? Ông đứng lại, đứng lại, đứng lại. Nè, đừng đánh nữa mà. Quynh đừng có đuổi theo nữa mà. Con nói với mẹ bao nhiêu lần rồi, đừng sống chung với ổng, mẹ lại không nghe. Người thích cờ bạc như vậy á, cờ bạc. Thôi bỏ đi. Quynh nói rồi, cờ bạc là không tốt. Cờ bạc. Mời coi, vừa nhắc tới cờ bạc thì cả người Quynh thấy ngứa ngay. Xong Mỹ à, Quynh đã quên. Quynh quên là có hẹn với người ta bàn chuyện làm ăn. Quynh đi nha. Quynh đi sẽ về liền hả? Vậy muội đi với Quynh nha. Không cần đâu. Muội cứ nhà phụ mẹ Quynh lo cơm nước. Phụ mẹ Quynh hả? Muội quên rồi hả? Muội quên là trước lúc Quynh đi á, muội thường nói hai câu quan trọng nhất. Luôn gặp vận may, vạn sự như ý. Yeah. Không còn ngứa nữa. Đa tạ muội.
nhớ về sớm nha. Còn tiền không? Hết rồi, không biết rồi, đen quá vậy. Đây ca số rất là rõ. Quỳnh ấy có ở đây thì chúng ta sẽ thắng rồi. À đúng rồi đó. Đi thì thôi. Đi. Danh bộ dạng của các người chắc chắn là đã thua sạch rồi chứ gì. Đúng thua sạch rồi đại ca ơi. Từ lúc Quỳnh rời khỏi không thắng cái nào hết rồi. Được rồi, các vị yên tâm, cứ đặt theo ta, ta bảo đảm các người thắng lại cả vốn lẫn lời, có được không? Được. Nè, ta làm cái cho. Nè, Ngô Phúc Ký à, chút sao lại là ngươi nữa vậy? Thì chính là ta nè. Chỗ của bọn ta không có hoan nghênh ngươi đâu. Nha, ngươi lấy tư cách gì mà không hoan nghênh ta chứ? Tư cách gì hả? Nhìn phía sau ngươi đi. Vậy đó, nhìn phía sau đi. Nhìn đi, gì vậy? Có gì vậy? Đề phòng người này không cho đặt cược Ngô Phúc Khí. Cho liệt ta vào danh sách đen rồi hả? Sợ ta sao? Sợ ta hả? Ta có giống người nhỏ mọn vậy không? Ta có rất nhiều tiền, mà sợ không có chỗ chơi sao? Đúng vậy. Không thèm ơi, có gì ngon chứ? Các người theo ta đi. Đi thôi, cả đi. Mau lên. Chỗ này không giữ ta, ta sẽ có chỗ khác. Đúng vậy. Yên tâm, tiền ta nhiều như vậy, còn không sợ không có chỗ cho chúng ta đánh hay sao? Đúng vậy. Đại ca, gần đây mỗi lần Quỳnh chơi là thắng à? Quỳnh nghĩ còn có sòng bạc nào dám cho chúng ta đánh hay không đây? Hả? Trời ơi, đại ca, để thấy Quỳnh đừng có chơi nữa. Qua một thời gian sau hãy chơi tiếp đi. Ta nói các người biết, một ngày ta không ăn cũng không sao, nhưng mà một ngày ta không động đến xúc sắc á, không được chơi dài dán á, thì ta sống không bằng chết. Phúc Khí, có chuyện gì? Sông Hỷ, Quỳnh đã hứa với muội những gì? Ta muội hỏi Quỳnh đã hứa với muội những gì? Ta không phải cố ý muốn gạt muội đâu. Quỳnh nói đi, Quỳnh đã hứa gì với muội? Ta hứa sẽ cai cờ bạc, nếu không sẽ thành rùa rụt cổ. Bây giờ Quỳnh đã làm rùa rụt cổ, Quỳnh mau đi đi. Sau này muội không có muốn gặp Quỳnh nữa, không bao giờ muốn gặp lại Quỳnh nữa. Sông Hỷ, buông muội ra. Muội nói, buông ra. Không phải cố ý gặp muội đâu. Muội nghe Quỳnh giải thích đi. Đại ca, Quỳnh có sao không vậy? Sao không? Ta thật sự rất đau lòng. Các người có phải là huynh đệ ta không? Phải chứ. Đại ca, có cần đệ đi dạy cho với Sông Hỷ một trận hay không? Đúng rồi, đi. Đệ trút giận cho huynh. Không phải, ta chỉ muốn các người lần lượt cho ta đánh trút giận để ta trút được nỗi đau trong lòng ta. Đứng lên đi. Đệ phát hiện được một đứa từng đi trút giận. Kìa huynh coi kìa. Bành đại đâu? Ta nói với ông là không được cờ bạc, vậy mà ông vẫn chơi cờ bạc. Hôm nay coi như ông xui xẻo rồi. Đứng lại. Ông đứng lại. Ủa, có chuyện gì vậy? Đứng lại. Đứa ta. Tiểu tử. Ê, trời ơi, mày chơi mày. Ê, trời ơi, tiền của tôi. Dạy dỗn nè. Đừng mà. Đứng lại. Cái gì đi, sao vậy? Chạy nữa. Con chạy à? Tiền của đánh mà. Tiểu tử, ta đập chết ông. Ta đập chết ông. Đứng lại. Đứng lại. Con chạy. Đứng lại. Sao vậy? Đừng đánh mà, trời ơi. Đánh trả hả? Trời ơi, ta phải đánh chết ông. Ta không thể ức hiếp bà sao? Ngươi cũng làm vậy mà. Ta không thể, còn ông thì không thể. Có tư cách gì? Đừng đánh nữa, đồ đạc chỗ ta bị ngươi đập nát hết rồi. Ta sẽ đánh cho bà. Tiểu tử thúi. Ngươi đập ta thật sao?
chủ, Phật môn là chốn thanh tu yên tĩnh, sao thí chủ lại đầy phiền não ngồi không yên? Chủ trì, ta có nói ông cũng không hiểu đâu. Ta ngồi không yên. A Di Đà Phật, thí chủ không nói làm sao biết lão nạp không hiểu? Chủ trì, ông kêu ta ngồi đây suốt ngày, không được đi chỗ này, không được làm chuyện kia, có khác gì ở trong lao tù chứ? Tam giới không yên như là hô lửa, đời người vốn dĩ giống như đang ở trong lao tù, phải coi cậu có biết cách giải thoát hay không. Nè, ngồi xuống đi. Nè, ngồi đi. Ngồi hả? Tiếp tục ngồi đi. Sư phụ, công chúa đến rồi, công chúa đến rồi. A-di-đà-phật, tham kiến công chúa. Bình thân đi. Tạ công chúa. Sao rồi, Quý công tử? Xem ra công tử sắp buồn chết rồi. Không chỉ là buồn sắp chết, huynh ấy còn nói ở đây giống như là trong lao tù. Nè, công chúa, tiểu hòa thượng vừa rồi rất là thân với ta, ta rất hiểu cậu ấy. Cậu ấy thường hay ăn nói lung tung. Công chúa, mời ngồi. Hồng Anh, ngươi lui ra ngoài, đợi ta đi. Dạ, công chúa. Công chúa, tối qua ta nhận được thư của cha ta. Cha ta nói, cô Ma Như Ý và thằng Thọ thật sự đã tìm được lò luyện đan ở Đông Hải. Hơn nữa còn dùng nó luyện ra đan dược, trị khỏi được bệnh ôn dịch rồi. Bây giờ cả trấn bình an, lại được bình an rồi. Vậy tốt quá rồi. Vậy khi nào quên về trấn bình an? Tạm thời không muốn quay về. Tại sao vậy? Từ nhỏ cha ta đã hy vọng ta đỗ đạt công danh quan tông diệu tổ, chỉ trách là ta trước đây thiếu niên bồng bột lãng phí thời gian, gần đây trải qua rất nhiều sự việc, cũng nghĩ thông rất nhiều việc. Nếu bây giờ ta đã ở kinh thành thì phải đỗ đạt được công danh. Tốt, nếu huynh đã có ý đó, ta nhất định ủng hộ huynh. Tạ công chúa. Phải rồi, trong cung có lưu trữ rất nhiều sách, hay sáng mai huynh hãy vào cung, ta sẽ chuẩn bị cho huynh một số thư tịch để huynh ứng thí, sao hả? Vậy thì tốt quá. Lý nào là vậy? Thạch đại nhân à, xin ngài giúp chúng tôi. Phong nguyệt đường của dân phủ đã bị bọn họ đập nát hết rồi. Đúng vậy đó, sòng bạc của tư nhân cũng bị hắn đập tan nát, không còn cái gì. Tên Ngô Phúc Khí này, trong mắt hắn còn có dương pháp hay không vậy? Thạch đại nhân, hắn rõ ràng là điêu dân, làm sao biết dương pháp chứ? Thạch đại nhân à, xin ngài hãy thay tiểu nhân chủ trì công đạo, dạy cho hắn biết thế nào là dương pháp. Ngô Phúc Khí, tình tự tự thúi nhà ngươi, bổn quan những nhận ngươi cũng có giới hạn thôi á. Trời ơi, Thạch đại nhân à, tên Ngô Phúc Khí đó hắn to gan, dám đập tiệm của chúng tôi, không nể mặt chúng tôi, tức là không nể mặt đại nhân rồi. Đúng vậy. Thạch đại nhân, hắn biết rõ là đại nhân bảo kê cho chúng tôi, nhưng hắn dám đến đập sòng bạc phá kỷ viện, đây rõ ràng là động thổ trên đầu thái tuế mà. Đã phải, Thạch đại nhân, nếu ông không cho hắn biết mặt á, thì hắn sẽ leo lên đầu của ông luôn đó. Đủ rồi, đừng có nói nữa. Bổn quan biết phải làm thế nào. Xéo, lùi xuống. Dạ. Ngô Phúc Khí, ta nhất định phải dạy cho ngươi một bài học mới được. Ê, cô nương, con có nhìn thấy Dư cô nương, Dư sao nghĩ không? Không thấy. Thật sự không thấy. Không có. Đa tạ. Không có gì. Cô nương. Ta phạm tội gì chứ? Sao các người bắt ta? Ngô Phúc Khí, ngươi đúng là to gan, dám tới địa bàn của ta đập phá, cản đường ta phá tài, còn ngươi cản sống rồi hả? Ê, Thạch đại nhân, ta cản đường phá tài của ông hồi nào? Ông đừng ngậm máu phun người nha. Ngươi còn dám xảo biện hả? Người đâu, mau dẫn hắn về nha môn để ta từ từ tra khảo. Đau chết đi được. Đáng đời cho ngươi lắm. Tiểu tử thúi,
ông nói gì hả? Đập chết ông nè, đập chết ông nè, đập chết ông nè. Đừng đánh nữa, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Đừng đánh. Uống thuốc nè. Nè, ngươi đó, chỉ chuyên gây họa, ngươi không làm gì cả, lại đi phá thạch ôi tiền đến hắn mới đập ngươi đó. Sao con biết được? Chết, chết. Con phải cái người đặt cái tên Ngô Phúc Ký cho con đã có xui xẻo gì chứ? Là ta đặt cho ngươi hay sao? Thời gian trước á không phải ngươi may mắn lắm hay sao? Bây giờ sao lại xui xẻo như vậy chứ? Trước đây con có được vận may là nhờ có Song Hỷ. Bây giờ cô ấy không thèm đếm xỉa con, bỏ đi đâu không biết nữa. Nè thuốc. Ông còn muốn uống thuốc sao? Đúng đó. Theo ta thấy ngươi không thể trách số mạng được. Có muốn trách thì trách người đắc tội với người ta đó. Thì mình dần đây vẫn còn chưa tính sổ với ông nữa đó. Còn muốn đánh con rồi. Song Hỷ người ta là một cô nương tốt, chắc là tại ngươi đã gây ra chuyện gì tài trời rồi chọc tức người ta mà. Có phải như vậy không? Chọc tức người ta mà. Cô cũng vì con mê cờ bạc nên bỏ con. Giỏi lắm ngươi đó. Ngươi còn nói đại đầu ông ấy, ngoài cờ bạc ra không biết làm gì hết. Đã từng tuổi này rồi còn không biết tu tâm dưỡng tính, suốt ngày chơi bời lưu động, không lo lắng cái gì hết. Không phải ngươi đang tự giải dòng mình hay sao? Đánh chết ngươi. Hoàng thượng, đây là linh chi do thần sai người mang từ Tuyết Vực về đây cho hoàng thượng. Cái nói linh chi này quý hơn rất nhiều so với linh chi thường. Nó sinh trưởng ở trên núi, được tưới bằng nước suối tinh khiết, trăm năm khó gặp được. Hoàng thượng, nghe nói nếu ăn linh chi này không những giúp thư giãn gân cốt, tăng cường sức khỏe, còn có thể kéo dài tuổi thọ nữa. Vậy à? Hoàng thượng ngày lo trăm việc, lao lực quá độ. Thân làm vua một nước, hoàng thượng phải chú ý giữ gìn đông thể. Nghe nói đại dương Ba Xích Phàm phiên bang có ý đồ xoán vị. Trẫm đang vì chuyện này mà bất an đây. Hoàng thượng, những chuyện này cứ để cho người làm thần tử lo nghĩ thay cho hoàng thượng. Có kế sách gì không? Để củng cố quan hệ đối ngoại của nước ta, thần đã có tiếp xúc với thuộc hạ tướng lĩnh của Ba Xích Phàm, hơn nữa đã kết bang giao. Ồ, có chuyện này à? Đúng vậy. Chỉ cần Ba Xích Phàm có ý đồ gì khác, họ sẽ phất cờ khởi nghĩa, quay ngược con giáo, thay chúng ta đối phó Ba Xích Phàm. Khanh đúng là rương cột của triều đình. Hoàng thượng, góp sức cho hoàng thượng là trách nhiệm của người làm thần tử, đây cũng là bổn phận của di thần. Tốt lắm. Ta nghe nói Khanh và Thủy Ninh công chúa cả hai đều phải lòng nhau. Đến khi nào mới được uống rượu mừng của hai người đây? Xin nghe theo thu xếp của hoàng thượng. Phu quan, phu quan. Thủy Ninh hả? Phu quan ở đây hả? Tham kiến công chúa. Tiểu Thiên huynh cũng ở đây hả? Lui đi. Con chạy đi đâu vậy? Con vẫn còn nhớ phu quan này sao? Phu quan, như thần vô giám. Con ở bên ngoài đã thấy được chuyện gì thú vị rồi. Trời ơi, những chuyện thú vị thì nhiều lắm. Ở trước Bình An. Dù sao thôi, để lần sau con kể được. Hôm nay con chỉ muốn dẫn ký một người với phu quan. Là ai vậy? Quỳnh ấy rất có bản lãnh. Vậy à, con từ từ kể cho phu quan nghe đi. Đi thôi, vừa đi vừa nói nha. Người này họ Ngụy, tên là Đắc Lộc, là bằng hữu mà như thần quen được ở trước Bình An. Người này thuộc Lào Kinh Sử, tài hoa xuất chúng. Chỉ tiếc là Quỳnh ấy vẫn chưa có được công danh. Nhưng mà con cảm thấy Quỳnh ấy đúng là một nhân tài hiếm có, sau này nhất định sẽ là rường cột của triều đình. Nhân tài trong kinh thành thì nhiều không đếm xuể. Sao hoàng nhi lại cực lực đề cử hắn vậy? Trời ơi, phụ hoàng, Quỳnh ấy không phải loại người đó đâu. Được rồi, được rồi. Nếu hoàng nhi đã cực lực đề cử hắn, trẫm cũng muốn coi thử hắn có bản lãnh cơ nào mà khiến con gái của trẫm khen ngợi hết lần như vậy. Tạ phụ hoàng. Ây cha, coi ai vậy nè? Ngươi không phải là... Ngươi tên là Nguy cái gì Đắc ta? Đắc Lộc. Đúng. Nè, trong cấm địa hoàng cung, sao ngươi lại vào được đây? Sao ta không thể vào chứ? Ngươi có biết ai dẫn ta vào không? Công chúa. Vậy ngươi có biết trong cấm địa hoàng cung có quy tắc của cấm địa hoàng cung hay không? Hả? Quy tắc gì? Thứ dân và chó đều không được vào. Ý ngươi là sao? Ý của ngươi muốn nói ta là chó có phải không? Ngươi đừng tưởng ngươi là hầu gia thì ta sẽ sợ ngươi nha. Nè, đây là do ngươi nói, ta không nói gì hết. Chưa rồi, hoàng thượng đã hứa gả công chúa cho ta. Chúc mừng ta đi. Ta không tin. Ngươi không tin sao? Không tin có thể hỏi hoàng thượng.
Đi đi, ta không tin hoàng thượng lại ngu xuẩn như vậy. Hoàng thượng bị mù mới gả công chúa cho ngươi thôi. Hoàng Nhi. Trời. Ngươi tưởng ngươi là thứ gì chứ? Ngươi chỉ là phân chó mà thôi. Khoan đã, ngươi hãy nói rõ ràng đi. Ây da, sao ngươi có thể đánh ta được chứ? Ây da, ai đánh ngươi chứ? Là từ ngươi té ngã thôi mà. Dừng tay, cuồng đồ to gan, dám náo loạn ngay trong cung cấm sao? Hoàng Nhi, người này chính là nhân tài mà con nói, thuộc Lào Kinh Sử, tài hoa xuất chúng đó sao? Phụ hoàng, người nghe con giải thích đi. Được rồi, không cần nói nữa. Ăn nói ngông cuồng, dám nói trẫm ngu xuẩn, dám nói trẫm bị mù mắt, còn dám ở trong cung đả thương người. Nếu không phải nể mặt của Hoàng Nhi, trẫm đã bắt ngươi lại định tội rồi. Công chúa, không lượng sức mình. Tên người đắc lộc này đúng thật là quá đáng. Hắn cho ta đề cử, thật không ngờ ở trước mặt phụ hoàng lại làm ra những chuyện mất mặt như vậy. Thể diện của ta biết để đi đâu đi. Công chúa, xin người đừng vì chuyện này mà tức giận. Bây giờ phải nên nghĩ cách làm sao giải quyết hậu quả. Không lẽ cô muốn cả đời để huynh ấy ở trong tử sao? Ngụy công tử chỉ là nhất thời lỗ mãng, nói cho cùng huynh ấy cũng là một nhân tài. Điều này thì ta cũng biết, nếu không ta cũng không hao tâm tổn sức với huynh ấy làm nhiều việc như vậy. Nhưng bây giờ nói gì cũng không bù đắp được. Huynh ấy đắc tội với phụ hoàng, sau này sẽ rất khó góp sức cho triều đình. Ngụy công tử đúng là tội nghiệp mà. Hồng Anh, có chuyện này ta muốn ngươi làm giúp ta. Xin công chúa cứ dặn dò, hãy chuyển cái quạt này cho Ngụy công tử, nói là đáp tạ huynh ấy đã đưa ta về kinh thành. Dạ, nô tỳ sẽ đi làm liền. Ừ. Ngươi đúng là phiền phức. Ta đã buồn phiền lắm rồi, ngươi còn lường qua lường lại trước mặt của ta. Ngươi định làm gì đây? Thí chủ à, rõ ràng lòng thí chủ không yên. Ta đâu có làm gì đâu, ta chỉ là quét sân thôi. Ta nói cho ngươi biết, ta không hơi sức đâu mà tìm hiểu ngươi đang làm gì. Bây giờ nếu ngươi mà còn không đi, có tin là ta sẽ đánh ngươi nữa không? À, cứu ta với, Mọt Sách đánh người, cứu ta với. Đem cái này đi luôn đi. Ngụy công tử. Hồng Anh. Ngụy công tử. Công chúa muốn gặp ta phải không? Công chúa lệnh cho nô tỳ đến tặng một lễ vật cho công tử nè. Lễ vật? Là y quạt sao? Dạ đúng, đây là do công chúa sai nô tỳ giao cho công tử. Vậy công chúa có nói vì sao lại tặng cho ta cái quạt này không? Công chúa nói muốn đáp tạ công tử, bất chấp xa xôi gian nan nguy hiểm, hộ tống công chúa về kinh thành. Cây quạt này để đáp tạ lại tấm lòng của công tử. Còn gì nữa không? Ngoài những lời này công chúa không nói gì nữa. Không đúng lắm. Chuyện gì không đúng? Ta biết rồi. Công tử biết chuyện gì? Đúng vậy, chắc chắn là như vậy, chắc chắn là như vậy. Là sao vậy Ngụy công tử?
cô có biết là tại sao công chúa lại tặng cho ta cây quạt này hay không? Công chúa đã nói vì muốn đáp tạ ơn Ngụy công tử đã đưa công chúa về kinh. Hồng Anh, cô nhìn sự việc không thể chỉ nhìn bề mặt thôi. Điểm này cô nên học hỏi ở ta. Vậy nghĩa là sao? Nè, ta phân tích cho cô nghe. Vừa rồi ta cũng thấy lạ, tại sao khi không công chúa lại tặng cho ta một cây quạt chứ? Quạt giác vàng, quạt giác vàng. Ngụ ý trong đây rất là sâu sắc. Ở trong đây thì có ngụ ý gì chứ? Cô có biết vàng có nghĩa là gì không? Nghĩa là tình cảm giữa ta và công chúa còn kiên trinh hơn cả vàng, còn đáng giá hơn cả vàng nữa. Cô làm gì vậy? Công tử, người có bị sao không? Dĩ nhiên không sao. Ta nói cho cô biết, cô có biết cây quạt này đại diện cho điều gì không? Cây quạt này chính là tách trời. Nếu cây quạt này đã giao đến tay ta, đã giao đến tay ta, điều này có nghĩa là tình cảm giữa ta và công chúa không bao giờ cắt đứt. Công chúa, công chúa đúng là dụng tâm dứt giả. Ta nói cho cô nghe, ta không ngờ Tuyền Ninh công chúa lại sâu sắc như vậy. Công chúa đã dùng cây quạt để bày tỏ tâm ý. Điều này cũng có trách, là phận nữ nhi phải e dè một chút. Huống hồ là công chúa lại là cành vàng lá ngọc. Cô ấy mượn cây quạt để biểu đạt tâm ý, cho dù bị từ chối cũng không có gì ngại ngùng. Thật là thú vị. Công tử à, nô tỳ nghĩ công tử đã hiểu lầm rồi. Công chúa không có ý này đâu. Công chúa không có ý này? Không lẽ công chúa có nói gì khác sao? Chuyện này công chúa không nói gì hết. Không nói gì? Không nói gì thì ta yên tâm rồi. Cô đừng suy nghĩ lung tung nữa. Nô tỳ suy nghĩ lung tung, công tử phải mới sao? Vậy ta muốn hỏi cô, nếu công chúa không hề thích ta, tại sao lại tặng cho ta cây quạt này chứ? Tại sao lại không tặng cho Âu Dương Tiếu Thiên? Có phải sao? Có phải không? Phải. Công chúa có nói là khi nào đến gặp ta không? Công chúa không có nói. Cố thật sự không có nói mà. Công tử muốn gặp công chúa hả? Vậy thì cứ từ từ đợi đi. Đâu cần gấp chứ, ngày tháng còn dài. Hai người thật lòng yêu nhau thì đâu cần ngày ngày gặp mặt. Ngươi thật là quá đáng. Nghe Thỏ à? Hả? Chỉ cần đi theo hướng sao bắt đầu ở trên trời, đi về phía trước thì sẽ đến Phúc Địa Động Thiên. Được. Nè, sao mùi lại biết vậy? Huynh không cần quan tâm tại sao mùi lại biết. Thỏ à, đi suốt cả ngày rồi chắc là mệt lắm. Huynh nghỉ một chút đi. Ơi, sao mùi không nói sớm chứ? Huynh nói gì? Hả? Không có. Huynh chỉ hỏi mùi có khát nước hay không thôi. Huynh mau ăn mùi đi. Mùi cũng ăn đi. Vậy thì ta không khách sáo nghe. Bánh nướng. Ngon thiệt đó. Sao mùi lại cười? Nhìn cách Huynh ăn bánh giống như con nít vậy. Như ý à, nếu như mùi không hung dữ, dịu dàng đầm thắm như bây giờ, vậy thì tốt quá rồi. Ê, sao băng kìa? Mùi mau cầu nguyện đi. Hả? Thật không ngờ Huynh cũng tin những thành chuyện này. Thành tâm sẽ linh nghiệm, mau cầu nguyện đi. Nhắm mắt lại cầu nguyện đi. Huynh nhìn mũi làm gì? Cầu nguyện xong rồi hả? Huynh cầu nguyện gì vậy?
Nguyện vọng lớn nhất của huynh là huynh chỉ hy vọng muội mau chóng khôi phục lại dung mạo xinh đẹp. Đa tạ huynh thọ toàn, huynh tốt với muội quá. Phải vậy mà, phải vậy mà. Nè, muội còn nguyện chuyện gì vậy? Muội bí mật. Bí mật muội không nói huynh cũng biết đó. Huynh đừng giả bộ thông minh trước mặt muội nữa. Huynh cần gì phải giả bộ thông minh? Nè, muội không chịu nói ra nguyện vọng của muội, cho thấy nguyện vọng này nhất định có liên quan tới huynh rồi. Ai nói chứ? Nhất định là vậy đó. Đừng đoán lung tung. Nhất định là vậy mà. Đừng đoán lung tung. Nhất định là vậy rồi. Đừng đoán lung tung. Ở đây đã viết rất rõ, chắc chúng ta đã tới Phúc Địa Đồng Thiên rồi. Ê, chắc là ở bên đó đó. Như ý à, chắc là chúng ta đang ở Phúc Địa Đồng Thiên đó. Dược Tiên, Dược Tiên, ông có ở đây không? Chúng tôi đến xem chữa bệnh nè. Dược Tiên. Người đến là ai? Dược Tiên, ta là Mai Thọ Toàn, ta dẫn Mai Như Ý tới đây xin được chữa bệnh. Người nam bước vào, người nữ ở lại bên ngoài. Nè, sao ta không thể vào chứ? Không cần phải giải thích. Thọ à, hả? Người này thật cổ quái, hay là chúng ta đừng vào trong, mình đi thôi. Khó khăn lắm mới đến được đây, sao lại bỏ đi như vậy? Tính tình các thế ngoại cao nhân trước giờ đều luôn cổ quái như vậy mà. Đừng có sợ, không sao đâu, cứ đợi huynh ở đây nghe. Mà đừng có sợ, huynh không sao đâu, huynh sẽ quay lại liền. Đợi huynh nghe. Được. Hả? Mà đợi huynh nghe. Nè, nè Thỏ à, huynh cẩn thận đó. Ê, đợi huynh nghe, không sao đâu. Dược Tiên. Dược Tiên. Dược Tiên. Dược Tiên à. Ông chính là Dược Tiên sao? Có chuyện gì thì nói đi. Dược Tiên lão gia, mọi chuyện là như vậy. Hảo bằng hữu của ta, không biết là tại sao khi không mặc cô ấy lại nổi nhiều đốm đỏ, cho nên ta hy vọng Dược Tiên có thể chữa cho cổ. Muốn chữa cho cổ không có gì là khó, chỉ là chỉ là thế nào? Ông cứ nói đi. Chỉ là người hãy quay đầu qua đây đi. Hả? Ê, ông là ai vậy? Ta là ai hả? Tướng mạo tuấn tú của ta ngồi đây cả buổi trời tôi còn chưa nhận ra sao? Ta chính là Dược Tiên. Ông là Dược Tiên hả? Vậy nó thật xin lỗi, chỉ là hiểu lầm thôi. Người đó còn tưởng nó là Dược Tiên nữa. Nhìn kỹ đi, ta nói người biết, nếu như người đã đến chỗ của ta rồi thì cũng nên biết quy tắc ở chỗ của ta. Dược Tiên trị bệnh, vậy thì phải lấy mạng đổi mạng. Ta biết rồi, chỉ cần chữa khỏi mặt cho Như Ý, ta chấp nhận đem tính mạng của mình ra đổi. Chỉ vì một người phụ nữ, ngươi chấp nhận hy sinh mạng mình à? Phải. Không hối hận? Phải. Ta không hối hận chút nào hết. Ta từ nhỏ đã ốm yếu bệnh tật, sớm muộn gì cũng đi gặp Diêm Vương. Nếu có thể lấy mạng của ta để đổi lấy chữa khỏi mặt cho Như Ý, ta chết cũng không ân hận. Này, thực ra ta nói ngươi biết, cả đời của lão phu chỉ thích nghiên cứu về dược, nhưng tiếc là không có ai chấp nhận để ta làm thử nghiệm. Nhưng mà ngươi đừng sợ, ta không hề muốn lấy tánh mạng của ngươi, chẳng qua chỉ là muốn làm thử nghiệm đổi đầu của ngươi với lão gia, coi lão gia nhà ta có thể sống được hay không. Ai là lão gia nhà ông? Đây chính là lão gia nhà ta. Nó chính là lão gia nhà ông sao? Đúng vậy, lão gia nhà ta đó. Ông muốn ta đổi đầu với nó hả? Thì đổi đầu đó. Sao vậy? Có phải người hối hận rồi? Bây giờ hối hận thì vẫn còn kịp đó. Không hối hận. Không bao giờ hối hận. Được. Thật không ngờ ở trên đời này vẫn còn có người có tình có nghĩa như ngươi. Ngươi vì bằng hữu của mình
không tiếc hy sinh bản thân mình. Được, vậy hôm nay ta sẽ cho người toại nguyện. Hết rồi. Thỏ à, Thỏ. Như ý à. Thỏ, sao Quynh lại biến thành như vậy hả? Mùi đừng sợ, ta không sao đâu. Nhưng trên người của ta hình như là rất ngứa, cứ giống như có rận vậy đó. Ngứa quá đi. Thỏ à, lý nào lại như vậy? Nhất định là trò của Dược Tiên rồi. Dược Tiên. Được rồi, nghe thấy rồi. Đã lâu không gặp cô, mà tính tình cô vẫn y như trước à. Ông đừng nói nhảm với ta. Mai Thọ Toàn tại sao lại biến thành như vậy chứ? Thật ra ông đã làm gì quên ấy hả? Trời ơi, được rồi. Cô khẩn trương làm cái gì? Đó là do hắn đến tìm ta. Hắn là vì cô đó. Hắn đã nói bất chấp phải trả giá thế nào là do hắn tìm ta mà, cho nên ta cũng đã đồng ý để hắn và lão gia nhà ta trao đổi thân xác để làm thử nghiệm. Sao ông có thể như vậy chứ? Trên mạng ta nổi gì cũng có sao đâu. Mai Thọ Toàn không thể hy sinh oan uổng như vậy được. Bây giờ cô cũng biết cầu xin ta rồi. Cô quên trước đây đã coi thường ta thế nào sao hả? Dược Tiên à, trước đây là ta có lỗi với ông. Ta nói xin lỗi ông. Ông đừng chấp nhất lỗi tiểu nhân. Mai Thọ Toàn bị Ngọc Đế đày xuống trần gian, hắn phải tích đủ công đức thì mới có thể quay về thiên đình được. Liên quan gì tới ta? Dược Tiên, bây giờ ta quỳ xuống xin ông. Ông muốn ta làm gì ta cũng chấp nhận hết. Ma cô à, ma cô. Thật không ngờ ma cô như cô cũng có lúc phải thấp giọng cầu xin người khác ha. Vì để tâm tinh có thể thuận lợi quý vị, ta chấp nhận trả bất cứ giá nào. À, ta đã hiểu rồi. Hai người đã vì nhau mà bất chấp cả mạng mình. Ma cô, đừng trách là ta không nhắc nhở cô. Là tiên nữ, nếu như động lòng phàm thì đã phạm thiên quy. Đó là chuyện của ta, không cần ông lo. Ta chỉ mong ông đại phát từ bi, hãy cứu lấy Mai Thọ Toàn đi. Cứu hắn hả? Rất đơn giản. Nhưng mà cô á, phải hứa với ta một điều kiện à. Là điều kiện gì? Ta đây bây giờ đang nghiên cứu về chú phục tùng trăm bề. Thế nào hả? Cô có đồng ý trở thành người thử nghiệm? Không thành vấn đề. Không hối hận. Được rồi. Cứu hắn hả? Rất đơn giản. Nhưng mà cô phải hứa với ta một điều kiện. Là điều kiện gì? Ta đây bây giờ đang nghiên cứu về chú phục tùng trăm bề. Thế nào hả? Cô có đồng ý trở thành người thử nghiệm? Không thành vấn đề. Không hối hận. Được rồi, cô có thể đi rồi. Lão Thọ đó cũng không sao rồi. Thọ. Ê, ma cô nương. Thọ à, Quynh khỏe rồi sao? Ta, phần cổ của ta thì có hơi mệt mỏi một chút. Dược Tiên đó nói muốn ta một mạng đổi một mạng. Ta tưởng lần này ta chết chắc rồi chứ. Quynh khờ quá. Mặt ta thì có đáng gì chứ? Quynh đâu cần gì ta mà hy sinh lớn như vậy. Khờ quá đi, chuyện này có đáng gì đâu. Tuy ta không phải là một anh hùng, nhưng dù gì cũng là quân tử. Ta đã nói nhất định phải giúp muội thì phải chữa khỏi cho muội. Nhưng mà Dược Tiên đó cũng rất kỳ lạ. Lúc đó thì đem đầu của ta đổi lên người của con khỉ, lúc thì đem đầu của ta gắn trên người của ta. Không sao rồi. Nè, đi thôi, đi thôi. Đi. Ê. 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 Ê.
Sao ta cảm thấy người nhẹ như khói vậy? Cơ thể của huynh tràn đầy sinh khí đó. Muội biết rồi, nhất định là dược tiên giúp huynh thay đổi da thịt. Ấy, vậy không phải vì quả được phước sao? Tốt quá rồi, tốt quá rồi. Dược tiên, đa tạ ông, chúng tôi đi đây, sau này gặp lại. Đi thôi, đi thôi. Mà cô, đừng quên điều kiện cô đã hứa với ta đó. Sao muội còn chưa đi, không nỡ đi sao? Không phải, đi thôi, đi thôi. Tôi đi nghe Dược tiên. Ai đó? Xong hãy đại nương, sao người lại ta đến có đây? Đem đến một chút thức ăn cho cô nè. Đại nương vào đi. Mời vào, mời vào trong ngồi. Ta cũng biết cái thằng tiểu tử đó lại chọc giận cô rồi, nó không nên cờ bạc tức chết đi được mà. Đại nương, là Phúc Khí ca nhờ người đến sao? Không phải, không phải. Trời ơi, thằng Phúc hai ngày trước bị Thạch Diệu Tiền đánh trọng thương, đến bây giờ vẫn còn đang nằm trên sao giường. Sao lại như vậy? Sao huynh ấy lại bị trọng thương? Huynh ấy bị thương nặng không? Thì cũng tại kỹ viện. Kỹ viện? Lại đi kỹ viện nữa sao? Đi ngang qua kỹ viện bị người ta đánh. Vậy bây giờ huynh ấy sao rồi? Đã đỡ hơn chưa? Không sao, không sao. Nhìn cô đi, vẫn còn rất quan tâm thằng Phúc nhà ta. Thằng Phúc không chịu cầu tiến, người làm mẹ như ta cũng không thể nói giúp gì cho nó hết. Nhưng mà ta đã thay cô đập cho nó một trận nhừ tử rồi. Tại con quá ngây thơ, con còn tưởng Phúc Khí ca sẽ vì con mà thay đổi, lập chí cầu tiến. Trời ơi, đừng bao giờ từ bỏ. Trước giờ tính nó như vậy đó, từ nhỏ đã không nghe lời ai hết rồi. Từ sau khi nó quen cô đã thay đổi rất nhiều. Đại nương, người không cần an ủi con đâu. Những gì ta nói đều là thật. Trời ơi, thằng Phúc nó có rất nhiều thói xấu, chỉ là trong thời gian ngắn rất khó mà sửa hết được. Nhưng mà ta tin là nó tuyệt đối rất thật lòng với cô ha. Nè, cô hãy cho nó thêm một cơ hội nữa nha. Đại nương, người đừng ép con nữa. Bây giờ con thật sự không muốn gặp huynh ấy. Thằng Phúc nhà ta sao lại vô phước đến như vậy chứ. Trời ơi. Thằng Phúc đại nhà nương, ta tội nghiệp quá. Người đừng như vậy mà, đừng khóc nữa. Thằng Phúc nhà ta không thể không có cô. Nó nói đây là món mà cô thích ăn nhất trên đời. Cô hãy suy nghĩ kỹ lại, cho nó thêm một cơ hội có được không? Ta đi trước đây. Ta đi nha. Đại nương, người đừng khóc nữa mà. Lúc đó muội sẽ dạy huynh biểu diễn tập kỹ, đem huynh ra đường biểu diễn kiếm tiền cho muội. Muội đúng là người rất thực tế. Huynh cũng vì muội nên mới trở thành khỉ đó. Vậy mà còn bắt huynh kiếm tiền ngược đãi huynh. Thật ra muội có lương tâm không vậy? Dù sao đó cũng là sự thật mà. Muội nghĩ huynh cũng không chấp nhất giúp người giúp cho trót, tiễn Phật tiễn tới tay thiên, cố gắng kiếm tiền nuôi muội. Phụ nữ đúng là độc ác mà. Coi ra từ đầu tới cuối đều là tại huynh tự mình đa tình, đơn phương thích người ta. Sao vậy? Giận rồi hả? Mặt muội nổi đầy đớm đỏ, huynh cũng không chê muội. Nếu huynh thật sự biến thành khỉ mà muội bỏ huynh thì đúng là quá vô tình vô nghĩa rồi. Nè, muội nói đó nha, muội nói có tình có nghĩa với huynh, sau này không được nuốt lời đó. Được rồi, dám gạt muội hả? Có muội trị như thế nào? Đừng. Đừng có giỡn nữa, đừng giỡn nữa. Dừng tay đi Như Ý à. Chết rồi, không lẽ chú phục tùng trăm bề, người ta nói gì mình cũng phải làm theo sao? Như Ý. Mùi làm gì vậy? Sao bất động vậy? Không sao. Không sao? Vừa rồi rõ ràng là mùi bất động mà. Có phải bị đông cứng không? Đây là loại võ công mùi đang luyện, nhưng mà luyện chưa thành nên đôi lúc có chút sai sót. Vậy sao? Môn võ công phải. Này đúng là lợi hại. Nếu như mùi rảnh thì dạy cho huynh nghe. Được rồi, được rồi, huynh từ từ luyện đi. Nè, nè, đánh đi, 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 không thấy gì hết, không nghe gì hết. Nam tử hán đại trượng phu, nói được phải làm được. Không nghe thấy, không nghe thấy gì hết, không nghe thấy gì hết.
không nghe thấy gì hết. Không đúng, không đúng, chắc chắn nó sẽ đi đại tiện trước mà. Đi tiểu trước, đi tiểu trước. Ông trời ơi, đại tiện trước mà. Đùa con không? Đi tiểu trước, đi tiểu trước mà. Không đại tiện trước. Không nghe thấy gì hết. Đi tiểu trước, đại tiện trước mà. Ta đi nghe người ta kể chuyện. À, quay lại chuyện. Có thể không tán sự chú ý của ta. Người hãy chú ý coi ông làm được gì. Ta vẫn chưa nói xong. Các người nghe đây. Đây gọi là cược nhỏ có thể nuôi sống gia đình, cược lớn có thể thăng quan phát tài, đúng không? Đúng. Trời ơi, trời ơi là trời. Đại ca, đại ca, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Đại ca, cuối cùng cũng tìm được huynh rồi. Tìm ta có chuyện gì? Trời ơi, đối diện có mở một sòng bài mới thiệt đó. Nghe nè, ta không, ta trịnh trọng nói với các ngươi, bắt đầu từ hôm nay đừng nhắc tới chữ cờ bạc trước mặt ta, có biết không? Anh nè đại ca, bên đó có một sòng bạc, thắng thì lấy hết, thua thì chỉ trả có 7 phần thôi. Bên đó cũng có sòng bạc, thắng thì lấy hết, thua chỉ trả có phần nữa à. Đúng, đúng, đúng. Đại ca, cô có một sòng bạc, cô chỉ trả 4 phần thôi à. Cô nhìn 4 phần, cô nhìn, cô nhìn, cô nhìn, được rồi, không thể nhìn được nữa. Cô ta đánh chết các ngươi nè. Chạy, 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 đánh mà đại ca. Hoàng hồ, hoàng hồ, đại ca, đừng có đánh mà, đại ca, đứng lại, đừng mà, đại ca, đứng lại. Ta nói các ngươi biết, sao thì đừng nhắc chữ cờ bạc trước mặt ta. Sông Hỷ, bọn họ kêu huynh cờ bạc nhưng huynh không đi. Họ còn nói giảm phần nữa, huynh cũng không đi. Lần nào cũng là bọn họ kêu huynh đi nhưng huynh thật sự không đi. Huynh không có đi thật mà. Cờ bạc thì cờ bạc, không cần phải vì muội mà cực khổ như vậy đâu. Mẹ ta nói đúng, ta chỉ biết nói người khác nhưng lại không nhìn lại bản thân. Lần nào cũng chửi bành đại đầu không nên cờ bạc, cờ bạc lêu lỏng chẳng lo làm việc, không tốt với mẹ ta. Thực ra ta cũng chẳng khác gì ổng. Mai mà mua cho huynh mấy cái bạc tai đã làm huynh thức tỉnh. Sông Hỷ, huynh thực sự biết lỗi rồi. Huynh xin thề, bắt đầu từ hôm nay huynh sẽ làm lại từ đầu, là một người đứng đắn đàng hoàng. Sao huynh, sao huynh lại xé 10 điều cấm này hả? Thật ra huynh không chú tâm đọc 10 điều cấm này. Sông Hỷ, chỉ cần muội luôn ở bên cạnh huynh, nhắc nhở huynh, động viên huynh, huynh không cần những điều cấm này. Ai muốn ở bên cạnh huynh chứ? Sông Hỷ, muội biết huynh không thể sống thiếu muội. Nếu không có muội, cuộc đời huynh không còn ý nghĩa nữa, có đúng không? Muội không biết. Muội biết mà. Nè muội coi nè, huynh bị thương ra nông nổi này, đi lại không tiện, rửa tay không được, đi mau xí không tiện, không ai nấu cơm huynh ăn, thật sự không tiện. Huynh thật sự rất cần muội. Không biết nữa. Muội biết mà, biết mà. Không biết mà. Muội biết mà. Không biết mà. Không biết, không biết, không biết mà. Có đẹp không? Có dễ thương không? Dễ thương, dễ thương lắm. Ta còn thích hơn nữa. Về rồi, về rồi. Về rồi, về rồi. Mùi coi, Tuyết ở đây cũng thấy thần thiết hơn đó. Trắng hơn, bệnh hơn những nơi khác. Đúng vậy. Mùi thấy không? Trắng quá đi. Trắng quá đi, trắng quá đi. Lần này á, chúng ta thật sự rất đáng ăn mừng. Mặt của mùi đã chữa khỏi rồi. Còn huynh thay da đổi thịt, sức mạnh như hổ. Yeah. Bây giờ huynh đã khác trước rồi, không còn ai dám ức hiếp huynh nữa. Ê, huynh sẽ không bị người ta ức hiếp nữa. Huynh sẽ bảo vệ mùi. Huynh bảo vệ mùi sao? Cúp đi, cúp đi, cúp đi. Ê, để lại tiền mãi lộ. Ê, ê, ngươi không phải Đại Phúc sao? Ngươi không phải Nhị Phúc sao? Thảo huynh. Như ý tỷ. Nè, hai người làm gì vậy? Sao vẻ mắt giống y như là Gấu Trúc vậy hả? Chạy mau, chạy mau. Nè, 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 quay lại, Gấu Trúc. Nè, nè. Ê, đó là Tam Phúc mà. Sao lại như Tam vậy Phúc chứ? Ê, Tam Phúc. Nè, nè, Tam Phúc. Nè, nè, Tam Phúc. Nè, ngươi đi đâu vậy? Tam Phúc à? Sao đầu của ngươi cứ lắc hoài vậy hả? Ngươi quay lại cho ta. Ta hỏi ngươi đó. Ê, sao cứ lắc đầu hoài vậy? Ta hỏi ngươi đó. Có chuyện gì hả? Nè, ta hỏi ngươi, Đại Phúc, Nhị Phúc sao lại chặn đường cướp vậy? Đứng lại. Nè, ê, đừng đánh. Nè, mà. Nè, đại ca, đánh. Ê, chết đừng đánh nữa mà. Đừng đánh mà, đừng đánh mà. Đánh nữa mà. Ấy da. Ê, nè, nè, đừng đánh hai người đánh. Đánh chết hai người. Đánh chết hai người nè. Thật ra có chuyện gì vậy? Ê. Hai người đã về rồi hả? Về rồi, vừa mới về. Về thì tốt.
bây giờ cả trấn Bình An này loạn lên hết rồi. Tại sao vậy? Người nào cũng trở thành trộm cướp, đi lấy tiền đi mua hồi xuân đan và cực lạc đan vô thành chịu tiền dùng lò luyện đan luyện ra đó. Trời ơi, hèn gì lúc nãy Đại Phúc và Nhị Phúc chặn đường cướp ta và Như Ý đó, thì ra là lấy tiền về mua mấy thứ đó. Ta còn nhìn thấy Tam Phúc nè. Tam Phúc nè. Đừng đuổi theo nữa. Thạch Diệu Tiền vì lợi ích bản thân bất chấp người khác sống chết, đúng là đáng ghét mà. Lý nào như vậy? Thạch Diệu Tiền đúng là quá đáng mà. Chúng ta không để hắn làm sằng làm bậy đâu, chúng ta nhất định phải ngăn cản hắn. Đúng. Hôm qua ta nghĩ ra được một cách rất là hay. Là cách gì vậy? Chính là một chữ cướp. Chúng ta đi cướp lại lò luyện đan để hắn không thể tiếp tục luyện đan gạt người. Không được. Thạch Diệu Tiền là mệnh quan triều đình, nếu chúng ta công khai cướp lại chỉ thiệt thân thôi. Dân đối với quan thiệt thòi bao giờ cũng là dân mà. Đúng vậy, Như Ý nói rất đúng. Nếu như mà chúng ta đi cướp thì sẽ lớn chuyện thôi. Vậy thì Thạch Diệu Tiền sẽ có cơ hội cắn lại chúng ta đó. Vậy người nói phải làm sao đây chứ? Không lẽ để Thạch Diệu Tiền tiếp tục làm sằng bậy? Tóm lại chúng ta không thể manh động được. Ta nghĩ ra rồi, ta phải đi nói chuyện với hắn. Thạch Diệu Tiền không nghe người nói đâu Thọ à. Không nghe đâu. Lời của chúng ta nói đương nhiên hắn không nghe. Chúng ta tập hợp tất cả bá tánh của trấn Bình An lại, đi tìm hắn nói lý lẽ. Không lẽ hắn không sợ sao? Ta chắc chắn nè, là đừng đánh chết hắn nghe. Mùi đi bảo vệ huynh. Mùi đừng có đi, dù sao thì mùi cũng là bổ khoái, giữa quan và quan sao có thể đấu nhau chứ. Nè, để huynh và Phúc xử lý xong sẽ quay về tìm mùi, yên tâm đi. Phúc mà... chờ ta với. Thạch Diệu Tiền ra đây. Hôm nay tôi muốn hắn trực tiếp nói cho rõ ràng. Đúng. Thạch đại nhân sẽ không gặp các người đâu. Các người mau về đi. Lục Soát ra đây. Giờ đi. Làm gì vậy? Không được vào. Cố gắng. Không được vào. Cố gắng xéo đi. Xéo cho ta. Xéo. Xéo đi. Xéo. Cho. Lão Thạch Mập, ông chịu ra rồi hả? Thì điều dân Tô Gan mới dám nhục mạ bổn quan, kích động quần chúng, quỷ phái nha môn, làm ra những chuyện đại nghịch bất đạo hả? Thạch Diệu Tiền, ông là mệnh quan của triều đình, lại đi cướp đoạt tài sản của bá tánh, đục nước béo cò, luyện thuốc giả mưu lợi, mặc kệ bá tánh sống chết cũng không lo. Ông có xứng đáng với bổn phận mệnh quan triều đình không? Điều dân Tô Gan, sao ngươi không khéo về nhà đi? Nếu ngươi tiếp tục ở đây gây chuyện á, ta sẽ đánh mỗi người các ngươi 50 đại bản. Trời ơi, hay lắm. Đánh hay lắm. Tô Gan, ngươi dám đánh ta sao? Người đâu? Bắt lại hết đi. Bọn điêu dân các ngươi chạy tới náo loạn nha môn, chắc chắn sống được có phải không hả? Giỏi cho Trần Đại Khí nhà ngươi, bá tánh luôn ủng hộ chính nghĩa, ngươi và Thạch Diệu Tiền cấu kết với nhau làm chuyện xấu. Đúng vậy. Lò luyện đang luyện ra thuốc giả để gạt bá tánh. Chứ dù ta có luyện thuốc giả thì thế nào chứ? Hả? Các ngươi quản được sao? Lời như vậy mà ngươi cũng nói được sao? Đúng vậy. Đi đi công chúa. Có gì từ từ nói chứ. Mọi người chúng ta đều là hàng xóm láng giềng, có phải không? Sao mọi người lại làm lớn chuyện như vậy? Nè, có gì từ từ nói đi. Hả? Vậy ngươi hãy trả lại lò luyện đan cho bọn ta đi. Đúng đó. Thực ra lò luyện đan, ta và Thạch đại nhân, lập trường của chúng ta cũng rất gần nhau mà. Quan dân chúng ta đều có cùng một cách nghĩ, hả? Vì vậy chúng ta hãy giải quyết tranh chấp trong hòa bình. Vậy Trần Đại Khí, ngươi muốn giải quyết chuyện này trong hòa bình phải không? Rất đơn giản, chỉ cần ngươi dừng việc luyện thuốc giả, giao lò luyện đan lại cho bọn ta, vậy thì được rồi. Đúng vậy. Hãy trả lại lò luyện đan cho bọn ta, thì bọn ta sẽ không truy cứu chuyện cũ nữa. Đúng vậy. Được rồi, bổn quan phải nghe lời của các ngươi sai khiến sao? Lý nào là vậy? Hả? Cười. Vậy chúng ta đi tìm công chúa để bẩm báo. Đi thôi. Xin hãy nghe tại hạ nói, nếu như mọi người đều kiên trì ý kiến của mình, vậy thôi thì mỗi bên chúng ta hãy nhường nhau một bước. Phía quan phủ chúng ta bắt đầu từ bây giờ sẽ ngừng việc buôn bán thuốc giả cho bá tánh, nhưng mà còn về lò luyện đan vẫn phải để lại trong gia môn. Sao người nhất định phải chiếm đoạt lò luyện đan chứ? Mới thổ toàn, lò luyện đan đó đâu phải là của ngươi, sao ngươi lại nói là ta chiếm đoạt? Ngươi náo loạn gia môn, nhục mạ mệnh quan triều đình, nếu đem những hành vi của ngươi bẩm báo lên trên, ngươi cũng không được yên đâu. Báo lên đi. Đừng quá nóng giận. Chúng ta đã thương lượng cách mà, đừng có tổn hại hòa khí. Nói cho ông biết, bá tánh trong trấn ai cũng biết chuyện lò luyện đan là do A Thọ và Ma Như Ý tới Đông Hải tìm về. Đúng vậy. Trả cho họ là vật về cố chủ thôi. Đúng vậy. Có gì sai chứ? Đúng rồi. Mai Thọ Toàn tìm được lò luyện đan. Theo lý thì lò luyện đan thuộc về Mai Thọ Toàn. Vậy trả lại cho ta đi. Đúng rồi. Nhưng mà Đông Hải cũng là quản hạt của triều đình. Những vật tìm được ở Đông Hải đều sẽ thuộc về triều đình. Cũng có nghĩa là lò luyện đan là của chung hả? Chúng ta đừng có làm gì hắn nữa. Nói chúng ta lên bẩm báo với công chúa đi. Đúng vậy. Đi thôi. Các vị, Mai Thọ Toàn
ở Đông Hải tìm được lò luyện đan. Chúng ta cho qua đi ha. Ta thấy chuyện này à, mọi người đừng nên bẩm lên với công chúa nữa, nhưng mà một chút đi có được không? Nhưng bộ sao thế nào? Hay là vậy đi, chúng ta mời Thạch đại nhân bẩm lên triều đình để triều đình xây dựng một phòng luyện đan cho bổn trấn, mời những danh y đức cao vọng trọng ha luyện đan điều chế thuốc cho chúng ta. Các vị cảm thấy cách này như thế nào hả? Đây là chuyện tốt. Trước lúc phòng luyện đan xây xong thì phải để lò luyện đan ở nha môn do bổn bây giờ sao hả? Đó chỉ là tạm thời thôi, tạm thời thôi ha. Nó không chừng làm cho hoàng thượng hài lòng, biết đâu tất cả chúng ta đều được ban thưởng, có phải không? Hey. Dạ thôi, dạ thôi. Được. Hôm nay đại phúc nói ta biết hả? Thạch Diệu Tiền hôm nay vẫn tiếp tục bán thuốc. Hả? Không phải hắn đã hứa sẽ không bán hồi xuân đan và cực lạc đan rồi sao? Đúng vậy, bọn họ không có bán, nhưng mà bây giờ họ đang bán là xuân hồi đan và lạc cực đan. Hả? Thì cũng là bình mới rượu cũ, chết không đổi tánh. Nhìn đi, lò luyện đan có đòi cũng không đòi về được, bọn họ gian xảo như vậy. Cho nên tối qua ta đã nghĩ ra được một diệu kế này. Hả? Là diệu kế gì? Trộm. Hả? Trộm. Phúc khí ca, trộm đồ của quan phủ tội danh rất nặng. Hơn nữa, canh gác cẩn mật đâu có dễ chứ. Muội yên tâm đi, bọn cẩu quan nghĩ đã thương lượng xong với chúng ta rồi, nhất định sẽ lơ là cảnh giác. Cho nên nếu chúng ta mà ra tay, nhất định sẽ thành công. À, lời của Phúc Khí Ca cũng rất có lý. Đúng rồi. Song Hỷ, muội cũng đồng ý trộm sao? Trời ơi, Ma tỷ tỷ, nước giúp đẩy thuyền cũng có thể lật thuyền. Tỷ nghĩ đi, nếu lò luyện đang trong tay chúng ta thì có thể tạo phước cho bá tánh, nhưng nếu ở trong tay của Thạch Diệu Tiền thì sẽ gây hại cho bá tánh. Hơn nữa, lò luyện đan vốn là do Tỷ và Thọ Ca đến Đông Hải tìm về, lần này chúng ta chỉ là lấy về thôi chứ không phải là trộm đâu. Đúng, cứ quyết định vậy đi. Nè, chúng ta đừng nói với A Thọ nha, chúng ta hãy mau ra tay. Ai chung nhóm với ngươi? Chúng ta gì chứ? Không đời nào. Không đời nào. Ê nè nè, Mà Nhĩ, không đời nào. Tất cả lấy đại cuộc làm trọng. Không đời nào. Mà Nhĩ, bất luận thế nào, nào cũng phải đi. Ta đi. Thọ à, con đi đâu vậy chứ? Mẹ à, con có chút chuyện, mẹ ra đây làm gì vậy? Sao gần đây con cứ lén lút như vậy hả? Lúc nào cũng tránh mặt mẹ, con sợ gặp mẹ lắm sao? Làm gì có chứ, con là con của mẹ, sao con lại sợ gặp mẹ? Nhưng mà chuyện là gì? Dạo gần đây con đúng là rất bận đó. Trời ơi, mẹ biết là con rất bận, con muốn làm một đại phu giỏi, muốn cứu giúp người đời, phổ độ chúng sinh. Đúng là hiểu con không ai khác ngoài mẹ. Mẹ hiểu được thì tốt rồi, không có chuyện gì có thể qua mắt được mẹ cả. Mẹ, mẹ quỳ xuống trước mặt con. Quỳ xuống trước mặt con. Mẹ đang làm gì vậy? Mau đứng lên đi, mẹ làm vậy con sẽ giảm thọ đó. Mau đứng lên đi mẹ. Mẹ à, nếu có chuyện gì mẹ cứ nói với con là được rồi. Thọ à, họ Mai chúng ta chỉ có mình con là con trai duy nhất duy trì hương quả, tất cả đều trông cậy vào con hết. Nhưng mà sao con cứ trì hoãn không chịu thành thân? Nếu như hương quả mà bị đứt thì mẹ mặt mũi nào đi gặp cha con? Mẹ à, con đâu có nói không thành thân, mẹ lo chuyện gì chứ? Nhưng mà con cũng đâu có nói là con thành thân. Mẹ à, con chỉ muốn mẹ cho con chút thời gian, bây giờ chưa thể nói đến chuyện hôn nhân được. Vậy hãy thành thật nói cho mẹ biết, có phải con và ma cô nương cãi nhau không? Đâu có, con đâu có cãi nhau với cổ, con và cổ rất tốt mà. Không liên quan tới cổ đâu, chỉ là vấn đề của con thôi. Thọ à, ma cô nương á là một cô nương có tâm địa hiền lành, con đừng bao giờ phụ lòng của cổ. Gia cảnh của cổ thật ra như thế nào, con đã dò hỏi chưa vậy? Trời ơi mẹ, mẹ kêu con đi hỏi cũng phải cho con thời gian để hỏi chứ, đâu có nhanh như vậy có đúng không? Được rồi, không sao hết. Ba ngày. Ba ngày? Dò hỏi về gia thế, ba ngày làm sao đủ chứ, ít nhất cũng phải hơn nửa năm đó. Nửa tháng. Ba tháng. Một tháng. Không được trả giá nữa. Mẹ à, con sợ mẹ rồi. Mẹ nói một tháng thì một tháng. Nè, như vậy nha,
trong vòng một tháng này mày không được hối thúc con đó. Được thôi, bảo bối. Bảo bối à? Mẹ. Vậy con đi nghe, mẹ về trước đi. Đi đường cẩn thận nha con. Dạ. Mẹ cẩn thận nghe. Cẩn thận đó. Cẩn thận dạ. Nha con. Tất cả làm theo kế hoạch đã định. Muốn đánh lạc hướng thì vậy, ta và Ma Như Ý lẻn vào từ cửa sau. Mùi hiểu chứ? Được, mùi hiểu. Hiểu rồi hả? Nè Phúc Chí ca, túi giảm Phúc đâu? Huynh luôn đem theo bên người. Vậy được rồi, Huynh phải giữ cẩn thận. Túi giảm Phúc này nhất định sẽ đem lại may mắn cho Huynh. Chắc rồi. Bây giờ Huynh đi phối hợp với Ma Như Ý, mùi cũng phải cẩn thận nha. Cẩn thận á. Chết rồi, đổ hết rồi. Chết rồi, đổ hết rồi. Ây trời ơi, chân bị trẹo rồi. Trời ơi, ngân phiếu bay rồi. Ma Như Ý, mau lên đến giúp ta nè. Có trộm. Ma Như Ý mà tin được, heo nái cũng biết leo cây. Thả ta ra ngoài. Ta nói chuyện với người đó. Thả ta ra, có nghe thấy chưa? Nè Ngô Phúc Khí, Thạch đại nhân tới thăm ngươi nè. Còn không mau thỉnh an Thạch đại nhân đi. Không, phải thỉnh an sư phụ chứ. Sư phụ, sao người lại bị bắt vậy? Mọi chuyện là vậy nè, bổn quan sợ ngươi cô đơn nên đã mời sư phụ ngươi tới để bầu bạn với ngươi. Giết ngươi. Hai ngươi có thể đoàn tụ rồi. Nói là sư phụ của ngươi. Nói đi, ai là sư phụ của ngươi? Sư phụ, ngươi cấu kết Kim Yên Tử làm người ta rơi vào bước đường này. Đánh giết ngươi nè. Không có mà. Nói thù sao hả? Đừng. Còn có. Phản đồ nhà ngươi hả? Hay lắm, hay lắm, hay lắm. Chết ngươi nè. Đánh giết ngươi nè. Ôi à, chết sư phụ, người. Sư phụ, đánh chết người nè. Sư phụ, đừng mà, đừng. Đánh chết người nè. Đánh chết người. Đúng là vui quá. Hơn nữa còn có tuần hay để coi nữa. Trời ơi, Trần Đại Khí nhà ngươi, cách của ngươi đúng là tuyệt diệu luôn. Tên Ngô Phúc Khí không biết lượng sức của mình.
dám đấu với đại nhân lần này phải để cho hắn nếm chút đau khổ rồi. Đánh chết người nè. Người tiếp tục đánh, tiếp tục đánh đi. Mời các ngươi nghe chừng nghỉ đi. Hãy canh chừng hắn cho cẩn thận hả? Hầu hạ cẩn thận. Sư phụ đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa sư phụ. Đau. Sư phụ đau. Đừng đánh nữa. Ma tỷ tỷ, mọi chuyện thế nào rồi? Ma tỷ tỷ, mọi chuyện thế nào rồi? Phúc khí ca đâu? Phúc khí ca, Phúc khí ca. Sao có một mình tỷ trở về vậy? Phúc khí ca đâu? Hả? Tỷ nói cái gì đi? Phúc khí ca xảy ra chuyện gì? Song Hỷ, xin lỗi muội, kế hoạch chúng ta thất bại rồi. Hả? Phúc khí bị bắt, cũng là lỗi của tỷ, là tỷ đã hại hắn. Bây giờ phải làm sao đây? Chúng ta hãy mau nghĩ cách mau chóng cứu Phúc khí ca ra được không? Song Hỷ, muội bình tĩnh đi, nghe tỷ nói nè. Chúng ta nhất định phải cứu Phúc khí ra, nhưng mà lần này phải tính toán thật cẩn thận, không thể có sơ sót gì. Còn nữa, muội giúp ta một chuyện, chuyện Phúc khí bị bắt muội đừng nói cho Thỏ huynh biết, tỷ sợ huynh ấy lo. Muội biết rồi, không biết bọn chúng có bắt được Phúc khí ca, có đánh đập huynh ấy không? Tam tinh gia gia, ba vị phù hộ cho Phúc khí ca, đừng để họ đánh đập huynh ấy, con cầu xin người, con cầu xin người. Con cầu xin đi các được gì? Đừng. Phúc bà, Phúc, đừng đánh ta nữa, đừng đánh nữa. Phúc bà, đừng đánh ta nữa. Phúc, đừng có ngủ nữa. Đừng đánh ta. Ê, ai vậy? Đừng đánh ta nữa, đừng đánh ta nữa. Là ta. Thì ra là cô hả? Mà cứu ta ra ngoài, ta sắp bị đánh chết rồi. Nhỏ tiếng chút đi. Ta đang phải đeo bình phân thúi lắm. Nhỏ tiếng một chút. Nè, hôm đó cô làm sao vậy? Rõ ràng có thể trốn ra được, tại sao lại dừng lại vậy? Đợi ta cứu được ngươi rồi, sẽ từ từ giải thích với ngươi. Mau mau mau, mở khóa, nhanh lên. Mau, mau. Hả? Thì biết tử là ngươi à? Sư phụ đừng lớn tiếng, cậu đến cứu chúng ta. Đừng nói lung tung, ngươi đừng có hòng gạt ta. Ta đánh chết ngươi nè. Nè. Đừng đánh nữa. Ngươi đã điểm quyền của ta. Nhất Tự Mi, ta cảnh cáo ngươi, ngươi dám động đến hắn nữa, ta sẽ lột da của ngươi đó. Mau, mở khóa, mau lên. Cô ngốc quá đi, sao ngốc quá vậy? Ta mà ngốc hả? Khó khăn lắm mới vào được, vậy mà ngươi chỉ biết ngủ, không có làm gì hết. Đổi lại là cô cũng ngủ thôi. Nè, làm gì vậy? Cô làm gì vậy? Ngủ rồi hả? Không phải chứ, trong lúc này mà ngủ. Nè, sao cô lại ngủ? Mà Nhĩ, tỉnh dậy đi, Mà Nhĩ, tỉnh dậy. Mau lên, tỉnh dậy đi, Mà Nhĩ. Mà Nhĩ. Ngươi lớn tiếng như vậy làm gì chứ? Khi không lại ngủ, không kêu cô dậy sao được? Mau mở khóa đi. Mở khóa. Nhanh lên. Cũng tại ngươi hết. Nè. Thạch Diệu Tiền, Ma Bổ Đầu thân thủ tuyệt vời, cô đừng làm những việc vô ích nữa. Các người còn đứng đó làm gì? Đứng dậy đi. Dạ. Thạch Diệu Tiền, ý ngươi là sao đây? Ý gì hả? Cô định vào cướp ngục, ta không bắt cô thì bắt ai? Thật tức cười, ta thân là bổ khoái muốn gặp phạm nhân, các người lại dám ra tay đánh ta, ta còn chưa hỏi tội ngươi. Ma Bổ Khoái, cô đừng có xảo biện ở đây nữa. Nếu là như vậy, ông định bắt ta gặp quan sao? Quan? Ta không phải là quan sao? Dựa vào cái bị thịt như ông mà muốn bắt ta sao? Vậy được, chúng ta thử coi sao. Người đâu? Các người dám? Nếu không chuyện gì, ta đi trước đây. Đứng lại. Còn có một bằng hữu nữa, đem lên đây. Ma tỷ tỷ, cứu muội.
Song Hỷ, sao muội lại ở đây? Muội đến là để giúp tỷ, nhưng mà thật không ngờ. Mà Như Ý, cô thân là bổ khoái, biết pháp phạm pháp, còn không mau đưa tay chịu trói. Dạ, đi. Đem ma bộ khoái và Ngô Phúc Khí ra trảm cho ta đi. Đừng, đại nhân, xin ông hãy tha cho họ có được không? Tha cho họ? Nếu muốn ta tha cho họ, cô hãy hứa với ta một điều kiện. Là điều kiện gì? Không được. Đem chúng ra ngoài chém đi. Đừng mà. Ta hứa với ông. Tối nay ta để cô. Song Hỷ, muội hứa với hắn chuyện gì vậy? Nói đi. Song Hỷ, vừa rồi tên mập đó nói gì với muội vậy? Muội. Trời ơi. Nè, đứng lại. Muội đừng gạt tỷ nữa. Thật ra đã xảy ra chuyện gì? Không có mà. Muội gạt ta. Trước giờ muội đâu nói dối. Thật ra đã xảy ra chuyện gì vậy? Thạch Diệu Tiền nói nếu muội chịu lấy hắn thì hắn sẽ tha cho hai người. Nè, muội đồng ý rồi sao? Trời, muội thật là ngốc đó. Nhưng đâu còn cách nào khác, muội đành phải hứa với hắn trước. Muội không muốn lấy hắn, muội thật sự không muốn. Mà tỷ giúp muội được không? Xin lỗi muội, là tỷ đã hại muội. Nếu không phải bị trúng chú Phục Tùng Trăm Bề, tỷ đã không làm liên lụy muội rồi. Chú gì chứ? Phục Tùng Trăm Bề gì? Đừng nói chuyện này nữa. Bây giờ chuyện quan trọng nhất là nghĩ cách để muội thoát khỏi tên Thạch Diệu Tiền đó, còn phải cứu Phúc Khí nữa. Vậy chúng ta phải làm thế nào đây? Nếu là như vậy, chúng ta hãy tương kế tự kế. Tương kế tự kế. Buông tay ra. Có chuyện gì mà không thể nói bên ngoài chứ? Kéo muội về đây làm gì? Huynh hỏi muội, có phải muội đi cướp ngục không? Sao huynh lại biết? Muội không cần biết. Còn nữa, tại sao người ta nói gì thì muội đều làm theo hết? Sao muội ngốc quá vậy? Không biết nữa. Nhất định là Song Hỷ nói cho huynh biết. Vậy là thật rồi. Sao muội lại ra nông nổi này chứ Như Ý? Huynh đừng hỏi nữa có được không? Không được. Huynh muốn muội nói cho huynh biết tại sao muội lại trở thành như vậy đó. Hôm đó vì muốn cứu huynh, Dược Tiên đã đưa ra điều kiện muội phải tiếp nhận bùa chú của ông ấy. Người trúng phải bùa chú này phải làm theo những gì người khác sai khiến, phục tùng trăm bề. Nhưng tiếp tục, người trúng loại bùa chú này, người khác kêu muội làm gì muội cũng phải hoàn toàn phục tùng, làm theo tất cả. Đủ rồi. Thật sao? Tiêu rồi. Thì ra là do Dược Tiên hết. Vậy không phải là hại muội rồi sao? Không sao đâu. Huynh vì cứu muội bất chấp cả mạng sống, muội chỉ hy sinh đôi chút thì có đáng là gì chứ? Không sao đâu. Còn một chuyện nữa, muội đi cướp ngục sao không nói cho huynh biết chứ? Trời ơi, cái gì chuyện gì vậy? Cướp ngục hả? Sao mà to gan lớn gan quá vậy? Dám cướp ngục hai đứa tụi con? Sao lớn gan quá vậy? Chuyện như vậy mà cũng dám làm? Đúng đó. Sẽ bị chặt đầu đó. Nè. Còn nữa, mà cô nương, cái gì gọi là phục tùng trăm bề chứ? Mẹ à, vấn đề này rất là thâm sâu, giải thích cho mẹ nghe, mẹ cũng không hiểu đâu. Mẹ không nói. Mà gì? Nói. Đúng. Hôm đó vì cứu thọ huynh. Như Ý, đừng nói. Mà gì? Nói. Mặc kệ huynh nói gì, đừng có nói mà. Trời ơi. Trời, cô không cần nói nữa, ta đã hiểu rồi. Ngốc thiệt. Trên đời lại có chuyện thú vị như vậy à? Mà Như Ý, quay ra sao? Chạy về trước. Đủ rồi. Chạy. Hai người, bao giờ trong đi. Dừng lại đi Như Ý. Bao giờ trong đi. Bao giờ trong đi Như Ý. Nè. Tiêu rồi, nếu để cho hai người họ biết muội như vậy, vậy thì cả trấn Bình An này sẽ biết thôi. Như Ý à. Cũng tại huynh. Phải, là lỗi của huynh. Nhưng mà huynh đâu có cố tình. Sao muội không chửi chính mình đi?
Mụi đáng chết lắm đó. Mụi không bàn bạc với huynh đã đi cướp ngục rồi. Bây giờ hại Song Hỷ bị ép phải lấy tên Thạch nhiều tiền đó, còn thảm hơn là chết nữa. Huynh yên tâm đi, chuyện này chưa chắc đã là chuyện xấu đâu. Nói không chừng còn có lợi cho chúng ta. Không thể nào, Song Hỷ sắp phải lấy tên khốn kiếp đó, còn có lợi hay sao? Nè, huynh nghe mụi nói xong cái đã. Mụi có một kế này, không những có thể chơi Thạch nhiều tiền một vố, hơn nữa còn có thể cứu Phúc Khí ra được. Có thật không? Thật đó. Để mụi nói cho huynh nghe. Chúng ta sẽ cùng nhau đi. Sau đó thì... Tiếp tục. Sau đó thì... Đúng là thú vị, vui thiệt đó. Nói tiếp đi. Sau đó chúng ta sẽ... Ê đương tử, ta đến rồi. Để ta hôn cái coi. Đừng có chạm vào ta, buông ta ra. Đừng chạm vào ta mà. Ê, đương tử à, để ta hôn một cái đi. Đương tử. Ông đứng lại. Ta ở đây rồi. Chuyện ông hứa với ta đã làm chưa? Chị chút chị nhỏ đó. Thôi được rồi, được rồi. Bây giờ ta sẽ làm cho nàng liền. Người đâu? Dạ có. Đại nhân, đại nhân. Mau lên, thả Ngô Phúc Khí ra. Dạ. Các người đi càng xa càng tốt, đừng phá hoại chuyện tốt của ta đêm nay nha. Dạ, dạ. Rồi đi đi. Đương tử, chuyện ta hứa với nàng đã làm xong rồi, giờ đến chuyện của ta, đương tử cho hùng cái coi. Đứng lại. Để đáp tạ đại nhân thả Phúc Khí ca, ta sẽ kính dâng đại nhân một ly rượu. Ta uống. Đứng tử, cho tôi hôn cái coi. Đừng mà, đứng lại. Đứng tử, cho hôn cái coi. Đại nhân, chuyện tốt có đôi, ta kính đại nhân thêm một ly nữa. Ta bắt được. Đừng lại đi. Xéo đi. Nè, làm gì hả? Mau đi, lù thùi quá vậy. Nè, ta thích ở trong đó, sao ngươi thả ta ra làm gì chứ? Ông hơi đầu đếm xỉu tới ngươi. Xéo, buông tay. Chẳng qua ngươi chỉ là giám ngục. Ta nói ngươi biết, sau này tốt nhất á, đừng để ta gặp lại ngươi. Nếu không gặp đâu ta đánh đó đó. Mở xéo đi. Đá ta. Tên tiểu tử thúi nhà ngươi, dám đá ta hả? Có ngon á thì ngươi ra đi. Đánh với ta nè. Nè, sao kéo ta lại? Ta muốn hỏi họ tại sao thả ta ra. Chỗ này không tiện ở lâu đâu, đi theo ta, nhanh lên. Ông đừng có qua đây nha. Đừng. Đương tử, ta chạy suốt 2 canh giờ rồi, chân mỏi quá trời. Đương tử. Ây da. Ta không có ổn rồi. Không được, ông phải uống thêm một ly nữa. Còn phải uống nữa, uống 18 ly rồi. Ông không uống ta sẽ giận đó. Ta bị đau bụng. Ui da, đau bụng. Đương tử, ta phải đi mau xí. Đau bụng quá. Ui da. Đương tử, ta đi quay lại liền á. Đợi ta chút. Ui da. Tiểu Phúc, ngủ Tiểu Phúc. Mau lên.
mọi chuyện thế nào rồi? Xong xuôi rồi, xong xuôi rồi. Ừ, thế nào rồi? Được thả rồi, xong rồi. Phúc khí ca đâu? Chúng ta đi thôi. Lão già dê đó sắp quay lại rồi đó. Nhanh lên. Đi mau, đi mau. Mau lên, mau lên, mau lên. Mau, mau. Đây nè, thổ tác đi, thổ tác đi. Mau lên. Sao hả? Song Hỷ phải lấy tên quan mập đó hả? Ê, 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 quay lại đi. Trời ơi, người yên tâm đi mà, Song Hỷ sẽ không sao đâu. Cô nói sao? Song Hỷ rơi vào tay của tên quan háo sắc đó mà nó không sao? Ê, đây là kế hoạch của ta. Cô nói gì? Đúng vậy, là ta đã cứu ngươi ra. Ngô Phúc Khí ta đường đường là nam tử hán, nếu như để một nữ nhi phải hy sinh bản thân cứu ta, vậy ta thà chết trong ngục. Gì nữa đây? Sao cô đánh ta? Cô muốn đánh nhau chứ gì? Ta xin hầu. Giữa giờ ngươi, ngươi đánh lại ta sao? Ta đánh không lại cũng phải đánh. Cả nữ nhi ngươi đánh cũng không lại, còn đòi đến quan phủ. Trong huyện nha quan binh nhiều vô số, ngươi đi không cứu được người, chỉ đi nộp mạng thôi.